Nhưng tôi bắt có 13 con về đây. Con gà trắng đâu, con gà trống nữa đó. Gà trắng một tháng nữa lên đây giết ăn được rồi. Ăn gà đi bộ. Gà đi bộ. Gà này mà sao màu quá hả? Trời gà này mà sợi váy rồi thôi, hết sợi á. Gà đi bộ này là mày ngon đấy. Đám gà này, ba cái cỏ này làm đâu mà anh khỏi cắt cỏ rồi. Khỏi cắt cỏ.